Nằm ở phía bắc tỉnh Thanh Hóa, bên dòng sông Mã, vùng đất Vĩnh Lộc có khí thiên sông núi hội tụ, đã sinh ra một nhân kiệt, thượng tướng quân Trần Khát Chân. Ông đã có công đánh dẹp quân xâm lược Chiêm Thành, chém đầu tướng giặc chế Bồng Nga, giữ yên bờ cõi nước nhà. Suốt nhiều thế kỷ qua, vào ngày 23, ngày 24 tháng 4 âm lịch hàng năm, nhân ngày húy kỵ của Tê Hưởng tướng quân Trần Khát Chân, nhân dân Vĩnh Lộc lại tưng bừng khai hội, nhằm tưởng nhớ công ơn của bậc tiền nhân giáo dục tinh thần yêu quê hương đất nước ý thức bảo vệ các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc theo sách thanh hóa chư thần lục trên địa bàn tỉnh có nhiều nơi thờ thượng tướng quân trần khát chân trong đó riêng tại huyện vĩnh lộc cũng có tới ba nơi thờ tự là thị trấn vĩnh lộc xã vĩnh tiến và xã vĩnh thịnh tuy nhiên đền trần khát chân tọa lạc dưới chân đốn sơn thuộc thị trấn vĩnh lộc là nơi thờ chính còn ở các nơi khác là thờ vọng các sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Đại Nam Nhất Thống Chí, Việt Nam Sử Lược đều ghi. Trần Khát chân người làng Hà Lãng, huyện Vĩnh Ninh, ba đời làm thượng tướng quân. Ông là hậu duệ của Bảo Nghĩa Vương Trần Bình Trọng, với câu nói bất hủ. Ta thà làm quỷ nước Nam, chứ không thèm làm vương đất Bắc. Sinh ra và lớn lên giữa cảnh đất nước loạn lạc, Thượng tướng quân Trần Khát chân sớm đã bộc lộ tư chất thông minh hơn người, giỏi võ, lắm cơ mưu năm 1388, năm Mậu Thìn, ông thi đỗ thái học sinh, sau đó được triều đình trọng dụng, phong làm tướng quân chỉ huy đội quân Long Tiệp. Vào các năm 1371, 1377, 1378, vua Chiêm Thành là chế bổng Nga, nhiều phen kéo quân sang nước ta gây ra cảnh cướp bóc, lầm than khiến lòng dân vô cùng oán hận. Tháng 11 năm kỷ tỵ 1389, quân Chiêm Thành do chế bổng Nga dẫn đầu tiến đánh Thanh Hóa vận nước lâm nguy, vị đô tướng trẻ tuổi Trần Khát chân đã khẳng khái nhận lệnh, lãnh binh xuất trận. Sau khi lập được công lớn đánh tan quân Chiêm Thành, Trần Khát chân được phong làm long tiệp phụng thần nội vệ thượng tướng quân, tước vũ tiết quan nội hầu. Ông đủ tài năng và dũng khí để giết chết vua nước Chiêm là chế bồng Nga, nhưng lại không thể toàn được tấm thân trước những biến cố phức tạp của lịch sử diễn ra sau đó chẳng bao lâu. Trần Khát chân mất khi ông mới 29 tuổi, nhân dân thương tiếc ông đã lập đền thờ ngay tại nơi ông bị xử tử. Theo các cụ cao niên trong làng, khu đền được xây dựng từ cuối thế kỷ 15, theo kiến trúc thượng sàng hạ mộ, ngay dưới bóng mát của một quần thể cây đại thụ như trôi, sộp, bồ đề, vải, đa, si, sung. Cấu trúc của đền bao gồm nghinh môn, tiền đường, trung đường và hậu cung. Ngoài ra còn các công trình phụ khác như lầu ngư dội, nhà sắm lễ. Trải qua nhiều lần tôn tạo, tu bổ và ý thức gìn giữ, bảo quản của chính quyền nhân dân địa phương đến nay đền vẫn giữ được kiến trúc cổ kính và lưu giữ được nhiều hiện vật có giá trị nhất là sắc phong của các đời vua triều nguyễn ca ngợi công đức của thượng tướng quân trần khát chân